không phải chỉ riêng các bạn mới nóng lòng bổ cái quả bưởi tài lộc này ra xem bên trong nó như thế nào đâu, mà mình cũng nóng lòng lắm đấy. Quả bưởi bình thường luôn, không có gì thay đổi. Ơ nhưng mà bên trong nó bị khô nước nha các bạn nhé. Nó bị khô nước như kiểu là nó bị bó ấy, xong là nó không phát triển được ấy. Mình nghĩ như thế. Kiểu dạng như là nó bị ép phải ra cái hình thù đấy, cho nên là bên trong nó bị khô nước các bạn ạ. Đây này. Bên trong nó bị như này này. Đấy, thấy chưa? Này. Mình cứ tưởng là mình sẽ ăn thử quả này xem vị nó như thế nào. Đây, nó bị như này này các bạn này. Bị khô nước, kiểu nó bị như kiểu bị nó bị ép ấy nhỉ. Nên là đâm ra là bên trong không ăn được. Tiếp tục đến quả thứ hai, quả này mình thấy nó nặng nặng nhưng khả năng là bên trong múi có nước đấy. Thử nha các bạn nhé, bây giờ bóc này. Quả này có nước các bạn ạ. Quả này mọng, quả này rất là mọng luôn. Chắc là cái hình này nó dễ có nước hơn là cái hình kia. Quả đầu tiên này các bạn này, quả này thì không thể ăn được, quả này khô lắm. Đây này, mà những cái múi này nó còn rất là non luôn, dường như là như kiểu là bị ép ấy, xong là nó không phát triển được ấy. Còn đây là quả thứ hai nhá, mình bóc quả này ăn. Ui, quả này rất là nhiều nước luôn, mình thử xem như thế nào. Đây, mọng nước lắm luôn ạ. Ơ, quả này ngọt quá, nhưng mà nó vẫn có chỗ bị khô nước nha các bạn nhá. Nói chung là ngọt nhưng mà có chỗ còn nước, còn chỗ không còn nước luôn. Đây nè, nhìn đấy các bạn nhìn này, đấy có chỗ nó vẫn không có nước các bạn. Nói chung là ngọt. Đây, thành quả của hai quả bưởi lát xát ra miếng. Đừng như này luôn nhé các bạn nhé.